Sam Chia Tay xin kính chào quý anh chị trong bờ ngoài nước nha. Hữu Duyên hôm nay thì Sam Chia Tay lại tiếp tục hướng dẫn cho anh chị đó là vần chia tay thuyền Bát Nhã ý nghĩa ra sao như thế nào. Trong lúc xem video về vần chia tay thuyền Bát Nhã, anh chị like và comment đăng ký kênh để ủng hộ cho Sam Chia Tay hoặc chia sẻ nha. Bên góc trái màn hình thì Sam Chia Tay có để số Zalo, anh chị cứ gửi bằng tay, nam thì tay trái, nữ tay phải và kèm theo năm sinh gửi về Zalo 0347185898. Hữu Duyên Sam Chia Tay sẽ xem cho tất cả anh chị và không để sót một ai. Và trong lúc xem video hướng dẫn thì Sam Chia Tay cũng vẽ lên, xin mời anh chị cùng lắng nghe nha. Lòng bàn tay của những anh chị nào khi có vần chia tay thuyền Bát Nhã trên cả hai bàn tay thì cho thấy những anh chị này sinh ra trong một gia đình rất là giàu có, đa số hết 50% là như vậy, còn 50% thì đang trải nghiệm bởi nhân gian, chưa được đạt được như ý nguyện nha. Và những anh chị này thì trong tương lai sẽ có tâm bồ đề từ lúc nhỏ nha, và cũng như nhờ đó cho nên được ở trên hoàng hỷ phù hộ độ trì, trong đời có nguy nan được hóa hung thành gác, trong đời thì gặp nguy cũng được hóa an mà thôi. Về tiền tài vật chất thì những anh chị này thì cầm rất vững. Khi mà ai đã đưa cho những anh chị này 1.000, những anh chị này sẽ giữ được 1.000 và có thể là một vốn sinh ra tận 4 lời, biết cách xin lời cho mọi người và cũng như là làm ăn rất là cẩn thận chu đáo, có hũ vàng và làm kiếm thêm. Nếu như những anh chị nào sở hữu cả hai bàn tay mà vân chia tay thuyền Bát Nhã rõ đẹp như Sam chia tay vẽ đây thì cho thấy những anh chị này trong cuộc sống rất là nhiều may mắn, thuận buồm xuôi gió mà đáo thành công lắm. Thì những anh chị nào mà chưa được sang giàu phú quý thì hãy vững tin vào tương lai và tiếp tục cố gắng nâng nhặt chặt bị và chờ đón những vận may một ngày sắp tới và một ngày gần đây nhất nha. Từ tiền vận thì anh chị chưa giàu thì có thể là trung vận sẽ giàu, và trung vận chưa giàu thì hậu vận sau này có thể là nhờ được phúc đức từ con cháu, có nghĩa rằng con cháu làm ăn, học hành thi cử đỗ đạt, có công ăn việc làm rất là tốt đẹp và vững chắc, cho nên là có thể là nuôi và lo lắng chăm sóc cho anh chị khi tuổi già sức yếu vân vân. Có thể là một số anh chị tiền trung hậu thì trong 3 tiền trung hậu thì anh chị sẽ giàu thôi nha. Và trong cuộc sống thì những anh chị nhờ phúc đức của con cháu làm ăn, ăn nên làm ra, cho nên là những anh chị này cũng có thể là hưởng được lay nhé. Và sau này thì hậu vận những anh chị này có số mạng là làm thầy làm chủ, có thể là thầy tướng số, hoặc là thầy tu, hoặc là trụ trì ở chùa vân vân, hoặc là ni sư, hoặc đạo khác thì cũng làm được những cái ngành nghề, chẳng hạn như là thầy thuốc và cứu được rất là nhiều người. Trong cuộc sống khi sở hữu vân chia tay thuyền Bát Nhã trên cả hai bàn tay như Sam chia tay vẽ đây thì những anh chị này có một tính cách rất là nhân hậu và hiền hòa, dễ gần dễ mến. Thuyền Bát Nhã ở trên tay thì dầu cho nam phủ lão ấu thì những anh chị này cũng đều được phúc lộc thọ và lộc trời bao la, và những anh chị này đa số rất là thông minh hào phóng, trời đã định sẵn dành. Mũi thuyền Bát Nhã trên cả hai bàn tay ở giữa lòng thủy mạch là người có tâm tu học từ nhiều đời nhiều kiếp, đệ tử của Thánh Thần Thiên Địa, Hoàng Thiên Hậu Thổ hoặc là đệ tử của Bồ Tát vân vân. Cho thấy vân chia tay thuyền Bát Nhã này khi rõ đẹp và không có chỉ cắt xen vào thì những anh chị này có thể là tâm tu hướng thiện rất là mạnh, có thể là bỏ bờ mê quay về bờ giác, ác mục này sẽ không xa. Những anh chị này thì có thể là thoát khỏi cảnh ta bà và có thể đưa đón người khác và bày cho người khác tu tập để thoát khỏi cảnh khổ đau ở nhân gian, khỏi ta bà lánh xa. Và những anh chị có vân chia tay thuyền Bát Nhã trên cả hai bàn tay này thì có thể là đưa người khác vượt sóng xa, quay đầu là bờ. Và những anh chị nào mà có vân chia tay thuyền Bát Nhã nhưng mà kém đức, chưa chịu tu, đôi khi là tạo nghiệp ở nhân gian, thiếu chân tu thì có thể là chìm sâu và sâu ở trong quải ta bà. Và đa số thì hết 10% là như vậy nha. Và những anh chị có vân chia tay thuyền Bát Nhã thì phúc hậu, hiền, hài hòa, dễ gần dễ mến. Trên bàn tay mà có vân chia tay thuyền Bát Nhã này thì trời sẽ ban tặng cho những anh chị này có một tâm hướng thiện, tâm bồ đề, đệ tử của Thánh Thần Thiên Địa, nên là trong cuộc sống dù có gặp nguy nan cũng đều được hóa nguy thành an. Trên bàn tay có mũi thuyền Bát Nhã này thì thành công, làm ăn việc gì cũng tốt đẹp và làm ăn lương thiện chân chính, hậu vận thì sang giàu phú quý nha. Có thuyền Bát Nhã trên tay ta thì Phật trời gia hộ phước đức dày, tiền kiếp đường tu hành còn dang dở, kiếp này gặp được đạo màu nên phước lành thay. Thì cho thấy những anh chị này thì có chỉ tay thuyền Bát Nhã là có tâm tu hướng thiện, đã được ở trên chân tâm. Đa số có trên bàn tay cả hai bàn tay vân chỉ tay thuyền Bát Nhã này thì những anh chị dù cho nam phụ hay lão ấu thì phúc đức rất là dày, cho nên là sau này gặp nạn, có gặp nạn lớn cũng hóa nhỏ, việc nhỏ cũng hóa không, và cũng được là bình an vô sự. Việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ sẽ hóa không anh chị nha.
Và trong lòng bàn tay khi sở hữu vân chữ Tây thuyền Bát Nhã này thì vạn sự thành và tình tiền công việc vạn sự thông, hạnh phúc thông thả thông dong và thấy được từ ngã đắc đạo ắt thành, thì sau này những anh chị này tâm tu hướng thiện đa số là hướng về Phật pháp và hướng về ông bà tổ tiên của Huyền, và có thể là hóa độ cho những vong linh bất ba bất vững, và cũng như là chỉ thấy thuyền Bát Nhã trên cả hai bàn tay anh chị. Tuy nhiên thì những anh chị này phải biết tu nhân tích đức hành thiện thì chữ Tây này mới rõ đẹp được, còn không thì chữ Tây này sẽ đứt đoạn hoặc là những chữ Tây này sẽ mờ nhạt đi. Và những anh chị này thì tùy duyên tu tập gặp được chánh pháp và bỏ bờ mê quay về chánh đạo, và những anh chị này thì sau này không lo về vấn đề cơm áo hay gạo tiền. Và những anh chị này thì chỉ tay thuyền Bát Nhã mà rõ đẹp, hiện rõ trên cả hai bàn tay, thì có số mạng là làm thầy làm chủ, tuy là lận đận bước đầu nhưng mà sau này rất là giàu. Chỉ tay thuyền Bát Nhã từ nhỏ học tài thi phận, ý nói đến thì có một số là anh chị sẽ gặp nhiều là lận đận lao đao, tuy là có tài năng nhưng mà đôi khi lại không được sang giàu và không gặp được là thiên thời địa lợi nhân hòa. Cho nên là trên con đường công danh sự nghiệp, tiền tài của những anh chị này còn lần lần lao đao, thiếu trước hụt sau. Và những anh chị này thì sống hết 90% là hiếu thảo lắm, nặng gánh về gia tộc, nội ngoại tương đồng. Tình duyên thì cho thấy là nhiều thử thách trong gai và yêu ai cũng gian dở. Đôi khi là không có một cái sự là tin tưởng hoặc là những anh chị này không đồng chung ý nghĩ. Và tình duyên thì sẽ gặp nhiều thử thách trong gai và thương ai cũng bị phụ tình. Và những anh chị này trong tương lai lập công bồi đất thì tổ mất ngay, thì những anh chị này sẽ có tài sản trong tay hoặc là âm phò dương trợ, bỏ ra một vốn thu về tận bốn lời, làm ăn việc gì cũng gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa. Và trong cuộc sống thì những anh chị này thì từ tiền vận lận đận lao đao, tuy làm ăn có tiền nhưng mà có đó rồi hết đó, chưa cầm tiền cầm tài được và gặp nhiều khó khăn bế tắc. Và đôi khi ra đời thì bị bạn bè lừa gạt, và đôi khi là làm ăn thì bị thất bát, bỏ ra tiền thì không thu lại được vốn. Cho nên là những anh chị này đôi khi là mất cả vốn lẫn chài. Thì bắt đầu từ tuổi là tiền vận thì những anh chị này làm ăn sẽ gặp nhiều trong gai bất chắc như vậy. Và những anh chị này bắt đầu bước vào thời kỳ trung vận, đó là năm những anh chị này 39 tuổi về đến 52 tuổi. Thì những năm này anh chị này sẽ phát vương quang đại, ăn nên làm ra, thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công, làm ăn như hổ mọc thêm cánh. Và trên con đường tình tài và tiền tài của những anh chị này thì một ngày một phát lên. Cho nên là trong cuộc sống thì bắt đầu từ trung vận thì những anh chị này nhà cao cửa rộng, ăn trên ngồi trước, được người người xem trọng. Và hậu vận sau này thì không lo về vấn đề cơm áo gạo tiền, có thể là để tiền tài vật chất và của cải lại cho con cháu, sau đó lập thành một cái thất để tu hành. Và những anh chị này thì khi sống mãn phần hết trăm tuổi thì có nghĩa rằng được tiên ông đưa đón về trời hoặc là Quan Thế Âm Bồ Tát đưa đường dẫn lối về Tây Phương Cực Lạc. Vừa rồi là Xem Chữ Tây đã hướng dẫn cho anh chị đó là vân chữ Tây thuyền Bát Nhã ý nghĩa ra sao như thế nào. Và hôm nay Xem Chữ Tây xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo nha.